Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gần 40 năm qua, đất nước và người dân Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay để cứu mang tất cả những người dân Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới về quy tụ để được hưởng tự do và dân chủ. Tự do và dân chủ là tất cả những gì mong ước của mọi người dân, và đất nước Hoa Kỳ là biểu tượng cho tự do. Và giờ đây, chúng con xin cung kính Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị đồng hướng về biểu tượng của Hoa đất nước Hoa Kỳ để làm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Giờ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Đức Phật đã dạy, đạo Phật là đạo hòa bình. Nơi đâu có lá cờ Phật giáo tung bay là nơi đó có hòa bình. Và giờ đây, chúng con xin cung kính Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni cùng tất cả quý vị đồng hướng về biểu tượng của đạo hòa bình để làm lễ chào giáo kỳ Phật giáo Việt Nam. Giờ chào giáo kỳ Phật giáo Việt Nam bắt đầu.
một phúc nhập từ bi quán. Phúc nhập từ bi quán là phúc vận dụng tâm từ bi của chính mình hòa đồng vào tâm từ bi của nhân loại. Cầu chúc cho toàn thể đất nước được an vui, chúng sanh được sống trong no ấm và hạnh phúc. Phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử trong hương đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trong giờ phút này đây, chúng con xin hân hoan cung kính giới thiệu thành phần của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đã có mặt chứng minh trong chương trình khai mạc ngày ba ngày đầu trời của chúng con tại chùa Tịnh Độ. Trước hết, chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Chứng Minh Thích Minh Lý. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Tịnh Luật Thích Tịnh Trí. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Lê Hiền. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Thiện Thái. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Tài. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Nguyện Tăng. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Nguyện Tuệ. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Độ Lạc. Và sau cùng, chúng tôi xin cung kính giới thiệu toàn thể quý vị đồng bào đồng hương tại thành phố Nghi Sơn của chúng ta đã có mặt trong hội trường hôm nay để chứng minh cho buổi khai mạc chương trình hội chợ hát cho quê hương tại chùa Tịnh Độ. Chúng ta sẽ đang cầm những cái quý vị cùng cho và tất cả quý vị chúng ta hành trình cho thành phố. Và quý vị chương trình đến đây chúng con xin trân trọng giới thiệu quý vị một đôi lời nhân tay của vị trưởng ban tổ chức của chương trình hội trợ hát cho quê hương cho quê hương. Chúng con xin quý vị vui lòng cho một tràng tay thật lớn cho bác sĩ Lê Minh Đức. Vì thế, chùa Tịnh Luật cũng như quý anh chị em trong ban tổ chức không ngần ngại sự khó khăn, hầu mang lại niềm vui chung đến đồng hương và chính đồng này. Và theo phong tục của người Việt Nam, Tết bắt đầu từ 23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng âm lịch. Tết Nguyên Đán biểu hiện sự giao cảm giữa trời đất và con người với thần linh. Tết Nguyên Đán là ngày đoàn viên của mọi gia đình, là ngày làm mới. Tết Nguyên Đán là ngày tưởng nhớ và tạ ơn. Năm nào cũng nhộn nhịp và mỗi năm tổ chức được tốt hơn, nên ban tổ chức chúng con rất vui